Sáng ngày 15 tháng 12, một cụ ông 82 tuổi trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, mang xăng đến tòa nhân dân tỉnh Bắc Giang châm lửa đốt, dẫn đến bản thân nguy kịch và phải đưa đi cấp cứu. Cụ thể, sáng nay khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhân là cụ ông Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1940, trú tại tổ dân phố Vĩnh Ninh, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bị bỏng nặng, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được biết, bệnh nhân được chuyển đến từ Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Giang, địa chỉ tại thôn An Phong, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân trên bị cháy xém đang nguy kịch. Các bác sĩ đang cố gắng tìm cách đặt ống thở để chuyển gấp lên tuyến trên cấp cứu. Theo tránh án tòa nhân dân tỉnh Bắc Giang, sáng nay, một người đàn ông đã mang xăng bật lửa đến phòng tiếp dân của tòa nhân dân tỉnh. Lúc này chưa đến giờ làm việc nên trong phòng chỉ có duy nhất người đàn ông này bị bén lửa và được đưa đi cấp cứu. Ông Nguyễn Ngọc Hà từng là bị đơn trong vụ án khá nổi tiếng về tranh chấp di sản thừa kế tại Bắc Giang Liên quan đến vụ án này, Tòa Nhân dân thành phố Bắc Giang đã lần lượt tuyên các bản án sơ thẩm và phúc thẩm vào năm 2006-2007. Tuy nhiên, sau đó, các bản án trên bị Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội hủy bỏ, giao Tòa Nhân dân thành phố Bắc Giang xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.